đáng lẽ là học còn các bài bản nhỏ nữa, nhưng mà muốn đặt cách cho em ta từ mới có bạn bè giang cổ Hoài Lan và bạn Liễu Thượng Nương. Chắc là chưa mới biết đi cái chạy. Thấy em nó có trình độ rồi mới cái bản này đưa ra, cái bản đảo bản Nam Xương này nó hơi dội. Em cố gắng đi qua cái này rồi nó đảm sao nó sẽ dễ. Nhắc lại là bài Nam Xương là một trong ba bài Nam, nó nằm trong hơn 20 bài bản độ. Một bài, một câu nó có 4 nhịp, nhưng mà nhịp thứ ba là nhịp thứ tư là sông Lam. Giờ sẽ tập em câu 1 và câu 2 thôi nha. Rồi thầy từ câu 3 của từ câu 3 tới câu 8 thầy sẽ đạp đờn không về để nhờ em tập. Ngồi bơ vơ với nắng chiều với bầu rô, để mơ về một cô gái tên Cát Mộng Thùy. Văn nó khó ca nhưng mà nó ít chữ lắm. Dạ. Ca là tài tử nó kém lắm. Hồi nãy giờ đoạn em thâu chưa? Dạ. Thôi vậy rồi tới nhiêu đó thôi, rồi tuần sau nó cố